cho nên là mình không vừa rồi tôi cũng rất hân hạnh đến phòng trà Bến Mơ và được diễn kiến với nhạc sĩ Yên Sử. Xin chúc cho nhạc sĩ thật nhiều sức khỏe. Còn cũng mong rằng nhạc sĩ sẽ còn thay nghén tiếp tục những tác phẩm, những nhạc phẩm cũng sẽ nổi tiếng như những nhạc phẩm đã nổi tiếng của nhạc sĩ Yên Sử trong suốt khoảng hơn 3 thập niên nay. Cũng rất mong những nhạc phẩm sắp tới sẽ là những nhạc phẩm rất hoài và có bài hát với giai điệu Bolero ăn sâu vào lòng người. Và trong chương trình của đêm nhạc Bolero hôm nay, tôi xin gửi đến tất cả các anh chị và các bạn bài Làm Dư Xứ Lạc. Thank you.
Xin cảm ơn. Và xin mến cảm ơn tiếng hát của chị Điều Lan rất nhiều. Và để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của anh Kiều Việt trong một sáng tác được mang tên Yêu Một Mình.